Xin chào cả nhà Kết thúc một tuần vừa rồi á Anh chị em mình trải qua giai đoạn rất là khó khăn Đối với những anh chị nào đang cầm tiền hay là đang cầm cổ phiếu Mình đều đang bị mung lung ở giai đoạn này Không biết là mình nên mua hay là mình nên bán Và hiện tại thị trường chung nó đã tạo đáy lên chưa Thì em có mở chat trong cái room cộng đồng của em á Thì em thấy là rất nhiều luồng ý kiến rất nhiều luồng quan điểm có những người cho rằng thị trường này á nó rơi về một nghìn rơi về chín trăm năm mươi nhưng bên cạnh đó những anh chị nào đang cầm cổ phiếu á, thì anh chị kỳ vọng rằng thị trường này sẽ cân bằng tại cái vùng 1154 cộng trừ và tiếp tục đi lên test lại cái vùng 1002. Vậy trong giai đoạn hiện tại thị trường đi theo kịch bản nào? Thật ra thị trường nó luôn đúng với anh chị em, mình đừng có đi dự đoán thị trường và mình lên cái sự chuẩn bị cái chiến lược. Và đó là lý do em và anh chị cùng nhau ngồi lại với cái buổi livestream ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau định hướng và xin tổng chào tất cả những anh chị nào mình đến với kênh đầu tư cùng với QT Stock. Rất vui, rất hân hạnh khi có sự góp mặt của anh chị trong video ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì em cũng hơi bị cảm một tí nên là giọng hơi khó nghe nên là anh chị em mình thông cảm ha, thông cảm bỏ qua. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua về những cái số liệu của thị trường trong giai đoạn ngày thứ sáu tuần vừa rồi trong phiên ngày thứ sáu tuần vừa rồi là cái phiên chốt NAV quý 3 của các tự doanh của các quỹ nên anh chị thấy là dao động rất là lớn đặc biệt là bên phái sinh à, nếu như mà anh chị đầu tư bên phái sinh anh chị sẽ thấy là có những lúc thị trường á, nó kéo từ buổi sáng lên khoảng 10 điểm mà kết phiên nó đạp ngược lại giảm khoảng gần 2 điểm tức là một ngày cái biên thị trường 12 điểm và nó có một cái nến là bị bán rụt đầu tương đối khá là xấu và đặc biệt nó đạp trong phiên ATC đấy ATC nó đạp gần 7.4 điểm đó là một trong những cái mà chúng ta cần phải quan tâm một tí. Vì cái thị trường phái sinh nó đang thể hiện cho cơ sở là những cổ phiếu trụ đặc biệt trong phiên ngày thứ sáu là có vích. Vinh Hơm là những cái thằng mà kéo thị trường lên. vít thì cũng bật tăng trần, Vinh Hôm thì cũng tăng 4-5%. Nhưng mà khi về kết phiên á, anh chị xem là vít nó chỉ tăng 4.11% thôi. Còn Vinh Hôm thì bị bán ngược lại tăng khoảng 2.25%. Đó là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm một tí. Về chiều tác động thị trường á, những cái cổ phiếu như là VIX, Vinhome, VPBank, BCM, VRE, AIP, Liên Việt Boss Bank, SHB là những mã kéo lại thị trường. Còn bên chiều hướng giảm là có MWG, SSI, Vinamilk, FPT, Hòa Phát, Gas, Vietcombank và CTG. Về chiều hướng của nước ngoài á, thì họ bán khoảng 540 tỷ, trong đó có CTG, VCI, Hòa Phát, Đạm Phú Mỹ, SSI, HCM và giải thích cái câu chuyện tại sao có ngoài họ lại bán á, thì anh chị xem về cái chỉ số đô la chỉ số DSI sau khi mà ngân hàng nhà nước có những cái hoạt động mới như là hút tiền thông qua kênh tín phiếu và trong cái phiên ngày thứ sáu là theo con số em nhớ không làm là chỉ hút khoảng 3.800 tỷ thôi và tính tới thời điểm hiện tại sau khoảng 4-5 phiên hút rồng thì cái giá trị á, cái con số thực tế từ ngân hàng nhà nước hút À, thông qua kênh tính phiếu á, là khoảng 93.800 tỷ đó là một trong những cái con số mà thêm nhớ không lầm nhá và khi ngân hàng nhà nước cảm thấy là cái chỉ số đô la chỉ số DSI hiện tại đang cao thì họ phải có những cái nghiệp vụ đó là họ hút tiền từ cái thị trường hai là thị trường của ngân hàng nhà nước và những cái ngân hàng thương mại và gây ảnh hưởng đến gì thị trường chung đã trong giai đoạn vừa rồi là đa số là thị trường chứng khoán giảm rất mạnh và khi nó giảm xong mới ra tin ngày đầu tiên là gì em nhớ không làm là ngày thứ hai đúng không ạ là ngân hàng nhà nước bắt đầu hút khoảng 20.000 tỷ vậy đến giai đoạn hiện tại thì thị trường chứng khoán nó có phản ứng với những cái thông tin đó nữa hay không thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu về số liệu của nước ngoài họ bán khoảng 537 tỷ là do trước cái đêm ngày thứ năm á cái chỉ số đô la nó tăng nhưng mà tới ngày thứ sáu thì chỉ số DC chỉ số đô la hiện tại đang tạo hai đỉnh à, mình không biết là nó có tạo hai đỉnh để mà rơi chưa nhưng mà với những cái nghiệp vụ hiện tại của ngân hàng nhà nước thì ít nhất nó đang chững lại và khi ngân hàng nhà nước có những cái biện pháp về điều hành tỷ giá đi thì chết là ngăn cản được những cái dòng vốn bên nước ngoài họ rút ra. Vì nếu như một cái chỉ số DSE nó tăng cao quá, đồng nghĩa là Việt Nam đồng mình đang bị mất giá thì thường á những cái khó ngoài họ sẽ cảm nhận được là có một cái vấn đề nào đó, họ sẽ rút tiền về. Đó, nên những cái hoạt động ngắn hạn của nước ngoài á thì chúng ta tham khảo thì nó bị ảnh hưởng trực tiếp về cái chỉ số đô la thôi, còn cái câu chuyện dòng tiền trong nước nó mới chính là cái câu chuyện quyết định thị trường hiện tại là tăng hay là giảm và những cái con số này chúng ta tham khảo rồi nhá, không phải nước ngoài bán là thị trường sập, không phải nước ngoài mua là thị trường nó hồi đâu, chưa chắc nha anh chị. Về số liệu của tự doanh trong ngày 29 tháng 9 thì họ mua bán khoảng 65 tỷ, trong đó có Gex, VPBank, FPT chỉ mua vào là với STB gần 70 tỷ. Và đó là những cái số liệu của thị trường và trong ngày thứ sáu thì thị trường có một cái phiên giá trị đó đó rất là thấp, khoảng 13.960 tỷ thôi. 13.960 tỷ, một con số cũng khá là thấp. Và với những cái con số thấp hiện tại nó đang nói cho chúng ta những cái điều gì? Thì bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau đi phân tích với thị trường liệu VN-Index sắp tăng cực mạnh hay chưa? Và đối với những anh chị nào mình vừa bán cổ phiếu, mình đang cầm tiền hay là những anh chị nào mình đang cầm cổ phiếu thì cái video ngày hôm nay, cái buổi livestream ngày hôm nay là dành tặng cho anh chị nha. Nên anh chị đừng quên ủng hộ em bằng một cái nút like, một cái nút đăng ký kênh. Rất cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đi phân tích với thị trường chung một tí. Rồi Quay trở lại với thị trường trong cái phiên ngày thứ sáu đa số thị trường kéo bởi những cái cổ phiếu trụ như là vít nè vinh hơm nè hay là những cái cổ phiếu uh, masan masan thì nó ngừng lại những cái quá trình rơi à, có chiều giảm là có uh, vinamilk nhưng mà em thấy là trong cái phiên ngày thứ sáu khối lượng thị trường ở những cái mức rất là bé chỉ có một vài những cái cổ phiếu mid cap nó phục hồi ví dụ như là long hậu nè Đấy, Long Hậu xuất hiện một cái điểm pivot Nhưng những cổ phiếu chứng khoán như là VND, HCM, SSI Đều có những cái quá trình đang test lại cái đấy Nên chúng ta đánh giá thị trường một góc độ nó trực quan Trực quan ở đây là không phải là chủ quan Và cũng không phải là bi quan Em thì em không hô hào thị trường sập vì sao vậy? Vì thị trường là cái nơi để mà kiếm tiền. Nếu như mà thị trường chung sập thì làm sao mà nhờ tư kiếm được tiền đúng không mà? Nên là giai đoạn này chúng ta cần phải đánh giá lại một kỹ một tí. Thì trong cái quá trình thị trường nó mở gấp nó rơi á, thị trường mở gấp rơi nè, phải nói là rơi rất bất ngờ chị. Không nghĩ là thị trường nó nó đạp rất là nhanh và rất là dã man Hồi một cây lại rơi tiếp Và với những cái nhịp đạp như thế này Theo cá nhân em đánh giá Để thị trường tạo đáy ngay ở đây á Thì em nghĩ là vẫn chưa Không phải là à, hiện tại mình đang cầm tiền Tỷ lệ tiền nó cao hơn cổ là mình nói là thị trường nó chưa tạo đáy Mà không phải à, Chúng ta phải đánh giá nó trực à, trực quan này anh chị thấy cái phiên ngày thứ sáu đa số kéo những cái cổ phiếu trụ là chính như vít nè vinh nè ngay từ buổi sáng là kéo hai cái nhóm này lên trong khi những cái những cái cổ phiếu này á là những cái cổ phiếu rơi vào những cái vùng quá bán bật lên thôi chứ không phải là những cái thằng dẫn dắt như là fpt dẫn dắt là gì là nó nằm ở những cái vùng kinh trên xu hướng lên nó tái tích lũy ở những cái vùng bên trên đó còn những cái thằng như là vít nè vinh hôm nè là sau những cái quá trình quá bán gọi là selling climax là sc ấy, đấy thì nó phục hồi lên nên nó không đánh giá được hiện tại thì trường chung nó đã tạo đáy hay chưa nhưng anh chị phải đánh giá những cổ phiếu dẫn dắt hiện tại nó đã tạo đáy chưa ví dụ như là VND, HCM, SSI, à, MBS, CTS, FTS những cổ phiếu này đã tạo đáy lên hay chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau mình xem lại quá khứ với những cái phiên mà thị trường sau khi cái quả rơi mở mở gáp nè mà nó kéo những cái thằng cổ phiếu trụ thì nó đang nói cho chúng ta điều gì? Đấy, anh chị chú ý nhé chúng ta lên cái sự chuẩn bị cho thị trường, không phải là chúng ta bi quan và cũng không phải là chủ quan nữa. bởi vì cái quá trình mà thị trường diễn biến nhanh như thế này nè. Đấy, thì mình không kịp phản ứng. Những cái phiên mà thị trường đột ngột là mở biên rơi và không biết tại sao là thị trường nó rơi mạnh như thế này và hiện tại tâm lý nhà tư đang có vẻ là cân bằng ha nhà tư đang có một cái tâm lý là cân bằng vậy với những cái tâm lý hiện tại cân bằng à, thì thị trường nó sẽ đi theo những cái vận động như thế nào theo góc độ cá nhân của em nhé với một cái nhịp mà thị trường mở gấp rơi á, mà nó chỉ đạp như thế này rồi kéo lên á, thì cái xác suất này đánh giá nó thấp vì thường sau cái quá trình rơi mạnh để mà thị trường cân bằng đi lên thì nó phải phải xảy ra những cái trường hợp như là con mà xin cho là những cái phiên này là xảy ra con mà xin ở những cái kho bãi tức là một cái bên trung gian cho vay với cái tỷ lệ đồng bẫy cao một mười hai tám chẳng hạn đó là comazin còn hiện tại với những cái công ty chứng khoán thì vẫn chưa xảy ra cái tình trạng comazin và cái tình trạng xảy ra comazin ở những cái công ty chứng khoán xảy ra khi nào khi thị trường chung tết lại cái vùng đáy này và tiếp tục rơi nữa thì đó là những cái rủi ro khi mà các công ty họ xử lý về những cái tài khoản bị tỷ lệ tài khoản căng quá đi à, dưới những cái vùng 0.25, 0.3 thì sẽ gặp những cái tình huống như là bị phọt sale đó là cái rủi ro và với những cái phiên mà thị trường nó kéo trụ á em sẽ lấy anh chị một vài cái điển hình ra một vài cái điển hình để mà mình tham khảo ra như cái phiên này nè cái phiên ngày 6 tháng 16 thị trường tăng khoảng 22.7 điểm gần 2 anh chị sau những cái quá trình thị trường mở gáp này đây là cái quá trình thị trường mở gáp và nó đạt một cây nó kéo lên nó test lại, nó kéo lên, nó mở gáp nhé và cái thanh khoản của nó ở những cái mức trung bình. Và cái phiên đó em nhớ là nó kéo những cái thằng trụ như là Masan, uh, MWG này, kéo uh, 7%. Masan kéo 4.4%. FPT kéo 1.7% nhưng anh chị thấy không nè, đây em, em đánh dấu lại nè. Đây, FPT kéo 1.7% nè. Uh, Masan kéo 4.4%. MWG kéo kéo trần cái 7% đấy nó kéo toàn những cái cổ phiếu trụ thôi nhưng mà những cái thằng dẫn dắt ở giai đoạn đấy á, ví dụ những cái thằng lớn như SSI rồi thì nó lại giảm 2.2 phần trăm 2.2 phần trăm nè VCI này, giảm 0.6 phần trăm rồi VND nè giảm khoảng 6.7 phần trăm đó là một trong những cái kịch lý tức là à, thị trường tăng mà đa số tài khoản anh chị mình không tăng đó là những cái trường hợp kéo trụ rồi em lấy anh chị một vài cái ví dụ tiếp anh chị lưu ý là chúng ta đang đi phân tích thị trường với, với, với một cái góc độ là trực quan nhá. Trực quan chứ không phải là mình bi quan nhé Em nhớ là đâu đây cái giai đoạn Cái giai đoạn này nè Ngày 19 tháng 8, 2001 là nó kéo cái đó là những cái phiên đáo hạn phái sinh Là phiên ngày thứ năm á Nó kéo những cái thằng như là vít bật tăng trần Đấy, kéo tăng 6.2% Nhưng mà những cái cổ phiếu khác nó không tăng mạnh SSI này, tăng có 4.2, thanh khoản của nó ở những cái mức bình thường VND tăng chỉ có 1.5 thôi SHS thì lại giảm 0.6 nhưng mà lúc đấy thị trường tăng bao nhiêu điểm? 14 điểm. Và qua ngày thứ sáu á, qua ngày thứ sáu, qua ngày thứ sáu là ngày 20 tháng 8 nè anh chị. Thị trường giảm một cây rất là mạnh, giảm khoảng 45 điểm. Đó là những cái tình huống kéo trụ. Vậy để mà dấu hiệu thị trường chung tạo đáy ở giai đoạn này là gì em? Là nó phải xuất hiện một cái nhịp hoảng loạn cực kỳ. Nó phải xuất hiện thêm một cái nhịp nữa nữa. Vì hiện tại tâm lý anh chị vẫn còn 50 50. Anh chị nào đang cầm tiền em nghĩ rằng là gì? Anh chị vẫn chưa muốn bán. À, anh chị đang cầm cổ phiếu anh chị vẫn chưa muốn bán, còn anh chị cầm tiền anh chị vẫn chưa vào. Đó là lý do tại sao thanh khoản thị trường hiện tại đang rất là thấp. Rất là thấp. Và cái thanh khoản thấp này á, cái lượng cầu nó cũng không vào mà cái lượng cung nó cũng không xuất hiện nên nó tạo một cái thị trường một cái nến là lưỡng lự 50 50 đúng không ạ? Và với cái phiên mà thứ sáu nó không đóng cao nhất phiên và những cái thằng như là ssi nè, nó cũng không tăng, nó đang có quá trình tách đáy đúng không ạ? ss nè, nó cũng không tăng, HCM nó cũng không tăng, chỉ có một vài cổ phiếu như là FTS nè kéo lên tết đỉnh nè MBS nè chấm à, giảm 0.4% CTS nè tăng CTS giảm 2% thì à, chúng ta phải đánh giá thị trường một tí là thị trường hiện tại vẫn chưa tạo đáy đi lên anh chị đừng nghĩ là một phiên hai phiên như thế này là tạo đáy đi lên cái đáy là nó phải xảy ra cái quá trình Comazine, nó phải xảy ra cái quá trình hoảng loạn và nó phải ép bán nhà đầu tư và hiện tại vẫn chưa đủ cái 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 sự mà ép bán đâu nên theo góc độ em đánh giá để mà thị trường nó nó, nó đi lên á, thì nó phải cần một cái nhịp tết đáy lại đó, nó phải cùng một cái nhịp test là cái đáy này nè là cái đáy số 3 vì trong quá trình thị trường lên phải có ít nhất từ 3 lần test đáy thì nó mới an toàn đây là cái nhịp rơi số 1 và nó hồi lên nó test lại một cái rồi nó kéo lên đây là cái nhịp test đáy số 2 này đấy bị bán ngược lại nó hồi lên nó test đáy lần số 3 3 lần kéo lên đạp xuống coi có ai bán không và không có lượng bán thì thị trường bắt đầu nó tái thiết lập ở những cái vùng cân bằng rồi nó lại lên nhưng mà ở thời điểm hiện tại anh chị thấy đâu một lần test đáy này hai lần kéo đạp xuống kéo lên này nhưng cái lần cái lần số 3 đây vẫn chưa xuất hiện cái lần test đấy xuống đây vẫn chưa xuất hiện nên hiện tại em vẫn đang ưu tiên để mà mình quan sát và chia sẻ thật với anh chị chứ trong giai đoạn vừa rồi những cổ phiếu đang lên ngon lành SSI HCM nè MBS đang lên ngon lành ra những cái thông tin phản ứng quá tiêu cực và thị trường đột ngột ra lại và gần như là gì mình bị mất khá nhiều mất khá nhiều về những cái lợi dụng những cái thành quả của mình nên giai đoạn này mình cần phải ngồi lại chiêm nghiệm với thị trường một tí mình ngồi lại mình đánh giá thị trường kỹ một tí và chưa có nhu cầu phải xong vào kiếm tiền ngay tức là em đang lên một cái chế độ, một cái chiến lược đó là chúng ta đi săn màu anh chị. Đấy, mặc dù là gì, em biết anh chị nào á mình đang cầm tiền mình mình thấy thị trường tăng mình thấy cổ phiếu tăng mình đang rất là khó chịu. Vì sao vậy? Tự nhiên bây giờ thị trường tăng mà tôi không có cổ phiếu, rất là nóng lòng. Nhưng anh chị hãy nhớ giúp em này, cái nhịp rơi số 3, nếu như mà uh, thất bại nha, cái nhịp rơi số 3 luôn là cái nhịp khủng hoảng nhất. Lấy anh chị một vài cái ví dụ nha. Uh, ở đây em không sập mà em đang lấy anh chị cái ví dụ những cái nhịp rơi số 3 là những cái nhịp mà phải nói là giảm man lắm anh chị. Nó rơi nó quét sập đầu tư nè. Đây là cái nhịp rơi 1. Nó hồi lên. Đấy, nó hồi lên, nó rơi lại. Rồi nó lại hồi lên. Rồi nó lại rơi tiếp. Cái nhịp này nè, đừng để dính cái nhịp rơi số 3 này. Đây mới là một trong những cái nhịp rất là cam go và cái nhịp rơi số 3 này nó sẽ bắt đầu tạo đáy trong cái chu kỳ mới luôn. Vì sao vậy? Nó ép sạch rồi. Khi khối lượng là không còn ai mua bán thì bắt đầu nó mới dễ đi lên. Đấy, nhưng mà tại sao giai đoạn này thị trường nó lại rơi? Tại sao em? Ngày sáng tháng 9 là tại sao thị trường lúc này nó lại rơi? Vì cái khúc này anh chị để đi, không có bùng nổ thay đà. Những quá trình này nè, không có bùng nổ thay đà. Anh chị nghĩ cái phiên này là tăng 2.1% uh, thanh khoản như thế này là bùng nổ thay đà không? Không phải đâu anh chị. Vì bùng nổ thay đà phải xuất hiện từ cái phiên tạo đáy thứ nhất đúng không ạ? Anh chị đếm giúp em nè. Theo sách của Mark Minervini á, hay là Livermore bùng nổ tối đà đối với cái thị trường của Mỹ là phiên tạo đáy thứ tư đến thứ bảy nhưng mà trong cái quá trình này tới cái phiên thứ 12, 13 mới xuất hiện một cái cái nhịp bùng nổ lên nên cái nhịp này nó gọi là bùng nổ theo nó không gọi là bùng nổ thời đà chính thống đâu mà nó bị muộn đó chị nên cái nhịp này nó không đáng tin cậy nhưng với cái quá trình sau khi thị trường rơi dưới đây nè à, thị trường rơi ở đây nè chị rơi mạnh ở đây nè bắt đầu anh chị đến tạo đáy là số 1 là một cái phiên nó không thể giảm mạnh được nữa bắt đầu rút chân nè một hai ba bốn năm sáu bảy 8, 9. Đây cái phiên thứ 9 nè. Ngày 28 tháng 1 đó là cái phiên bùng nổ thôi đà. Khi thị trường chung tăng trên 2% và thanh khoản là những cái mức cao hơn trung bình 10 phiên. Đó là xác nhận bùng nổ thôi đà. Thì thị trường bắt đầu kết thúc một cái nhịp đau trên bước sang giai đoạn tái tích lũy và vòng cái phần uptrend uptrend còn hiện tại vẫn uh, hiện tại anh chị hỏi em là thị trường này nó còn xuất hiện bùng nổ thối đại hay không em thì chúng ta phải đánh giá nếu như cái nhịp rơi cái nhịp test lại nè mà nó test thất bại và nó rơi về những cái vùng phía dưới nha nó rơi vào những cái vùng phía dưới đây á thì nó phải cần những cái nhịp xác nhận để mà lên lại à, cần xác nhận và trẻ nhớ với em là uptrend nó chỉ có duy nhất một phiên FTD, một phiên bùng nổ thái đà thôi cái phiên này không phải là bùng nổ thái đà cái phiên này, à, thị trường ngày 2 tháng 6 nó không phải là bùng nổ thái đà anh chị, không phải hay những cái điểm này nó cũng không gọi là bùng nổ thái đà đâu nó chỉ là một cái phiên xác nhận tăng bình thường bùng nổ thái đà là cái phiên này chỉ có một phiên duy nhất và anh chị hỏi là hiện tại thị trường uptrend hay là downtrend nếu như thị trường nó cân bằng ở trên những cái vùng này, này thì nó vẫn uptrend vì cái đáy sâu của nó nó vẫn cao hơn những cái vùng dưới đây nhưng nếu như nó thủng á nếu như nó thủng mà nó, nó tạo một cái vùng đáy thấp hơn á nó 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 như thế này nữa chị nó tạo một cái vùng đáy thấp hơn á thì thị trường của chúng ta sẽ bước vào quá trình là sideways như là năm 2018 đây là anh chị đây là cái quá trình thị trường nó nó, rơi nè nó hồi lên nè nó lại test thủng cái đáy nè thì khi mà nó test thủng cái đáy này thì thị trường bước vào cái pha đầu tiên đấy và hiện tại vẫn chưa chưa có cái cái cái, cái phiên thủng đáy đó nên em cũng kỳ vọng rằng hiện tại thị trường đó nó test nhẹ nhẹ một tí nó test quanh những cái vùng ba 1130 ở đây nè rồi nó cân bằng kiệt khối lượng nó đi lên thì nó sẽ là một trong những cái kịch bản đẹp nhất của thị trường còn nếu như đó, trong tuần sau có thể là đầu tuần mà thị trường nó bị không mà zin cái lượng cung bắt đầu trào ra mạnh nhá lượng cung trào ra mạnh mà nó thủng cái vùng 1130 ở đây thì nó sẽ khá là rủi ro thì thị trường nó sẽ rất là dễ tìm về những cái vùng gáp bên dưới để mà nó lắp và dạ, anh chị chú ý hai cái hỗ trợ hỗ trợ một là cái vùng 1130 hỗ trợ hai là cái vùng 1090 ở đây nè đây là hai cái hỗ trợ thì uh, giai đoạn này là một trong những đoạn mà thị trường nó khó lường nên em sẽ không đoán thị trường nó đi theo kịch bản nào mà em lên cho anh chị cái sự chuẩn bị và anh chị chú ý giúp em ghi lại cái kịch bản đầu tiên là trong đầu tuần sau thị trường nó sẽ có một cái phiên test lại cái đấy nó test lại cái đấy qua một nghìn một trăm ba mươi một nghìn một trăm ba mươi lăm với khối lượng bé và nó tạo một cái vùng cân bằng ở đây khoảng ít nhất là hai ba tuần trước khi lên nó phải tạo những cái vùng siết biên độ như thế này thì nó mới lên được còn nếu như mà anh chị nghĩ nó kéo chữ V lên đây á khó nó kéo chiều về lên lắp gáp, khó lắm anh chị dòng nào kéo ở thời điểm hiện tại em vẫn chưa thấy Như là trước đó em kỳ vọng là những cái cổ phiếu dầu khí BVS nó nổ đúng không ạ BVD nó nổ đúng không ạ BSR nổ đúng không ạ nhưng mà phiên ngày thứ sáu nó không nổ chứng tỏ là dòng tiền nó vẫn chưa chủ động chỉ có một vài cái nhóm mình nhỏ ví dụ Long Hậu nó nổ đây Vinh nó nổ này Vinh hôm nó nổ này nhưng mà những cái cổ phiếu khác thì nó không xác nhận nên giai đoạn này là một trong những cái đoạn chăm go và anh chị cần phải cẩn trọng một tí mặc dù em biết là anh chị vừa rồi á anh chị mình bị mà thị trường đạp như thế này mình không kịp xử lý mình không biết nó làm gì không biết nó mua nên bán nên giai đoạn này anh chị đang có cái tâm lý là mình muốn gỡ nhưng hãy nhớ giúp em là giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm và anh chị gỡ sai một nhịp là anh chị sẽ mất rất nhiều nên đối với em hiện tại em vẫn đang ưu tiên là cầm cái tỷ lệ tiền em em vẫn chưa mua bán trong những cái phiên mà mình xử lý những cái cổ phiếu tới thời điểm tại vẫn chưa mua bán nên chị và khi anh chị cảm nhận được thị trường này nó rơi vào cái mức độ cực kỳ hoảng loạn bây giờ nó vẫn chưa đâu hoảng loạn nó phải xảy ra khi xuất hiện không mà ở những cái công ty chứng khoán một cái nhịp đạp rất sâu đó là cái thời thời điểm anh chị mua vào nó an toàn hiện tại vẫn chưa có thì em vẫn đang lên cho anh chị em mình xem cái kênh của em á hai cái sự chuẩn bị thứ nhất thị trường test lại cái vùng 1130 1135 cân bằng ở đây tái tích lũy hai ba tuần rồi sau đó kiệt khối lượng dần à, kiệt khối lượng dần thể hiện những cái lượng cung cầu bắt đầu ít lại tổ chức nó không ra được hàng thì nó sẽ cân bằng và nó kéo lên lắp cái gap trên đây còn cái kịch bản số 2 nếu mà thị trường trong tuần sau nó test một 130 á mà nó test thất bại test thất bại thì nó sẽ thủng vì sao vậy vì cái vùng 130 đó là cái vùng mà trước đó thị trường lên nơi xuất phát của thị trường bắt đầu một cái quá trình tăng nhưng mà bây giờ nó thủng cái quá trình tăng rồi nó đảo chiều lại thì sao thì thị trường nó phải cần một cái vùng hỗ trợ bên dưới mạnh hơn để mà đi lên nên đó là hai cái kịch bản mà em lên cho anh chị sự cái 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 chiến lược để mà mình chuẩn bị thật sự mình không biết thị trường đi theo kịch bản nào nên em cũng không khẳng định là thị trường nó đi theo kịch bản 1 hay là kịch bản 2 đâu và hiện tại thì mình vẫn nên ưu tiên ưu tiên là cầm cái tỷ lệ tiền chưa 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 vội để mà vào bắt ngay anh chị rất là rủi ro cho cái, cái 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 chỗ đó vì thị trường nó chưa test lại cái đáy số số 3 đấy rơi nè hồi lên là test đáy 2 nè hồi lên là mà bị test thất bại kéo trụ thì chờ một nhịp test lại ở đây của nó ha rồi đó là góc độ chúng ta đi phân tích với thị trường rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đi phân tích với cổ phiếu đặc biệt những cái cổ phiếu trong những ngành chứng khoán trước đi ha những cổ phiếu chứng khoán SSI SSI thì sau những cái phiên rơi nữa nè đây là những cái phiên bị bán tháo phân phối cấp tốc với những cái volume rất to. Đây là những cái volume của tổ chức ra. Và hiện tại thị trường nó có những cái quá trình kéo lên. Nó test cái điểm là biết đi đây á, mà em thấy là hiện tại nó nó không tăng mạnh được trong cái phiên ngày thứ sáu nó không kéo trần, nó không kéo cao nhất phiên. Mà nó có một cái phiên test là cái đấy. Thì thường cái kịch bản này á, sau đó một là nó xác nhận đi lên lại lắp cái gáp một là xác nhận đi lên lại gấp gáp hai là với cái phiên test đáy này á, mà nó test thất bại thì nó sẽ xảy ra một cái tín hiệu uptrend một cái phiên bị bán đấy Tôi giúp em nè, một cái phiên uptest UT em ghi tắt là UT nhá. Một cái phiên uptest này thì cổ phiếu sẽ quay về cái vùng 30 để mà test là cái đấy này. Đã. chỉ chứ cái đáy quanh những cái vùng 31 chưa ok, chưa cân bằng đâu. Nó sẽ rơi về cái vùng 30. Đấy, còn nếu như mà cái rơi về cái vùng 30 mà thị trường vẫn chưa cân bằng thì khả năng là gì? nó rơi tiếp về những vùng 26.5 ở đây không phải là mình chim lợn nha anh chị chú ý giúp em em vẫn rất mong thị trường đi lên vẫn rất mong thị trường sớm cân bằng để mà mình giải ngân mình lấy lại những gì mình đã mất nhưng đây không phải là cái lúc mà mình bị mù quáng không phải cái lúc là mình gọi là cái 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 tinh thần của mình mình bị lớn át rồi bây giờ mình cứ xông vào mình kiếm tiền trong khi thị trường chưa có những quá trình cân bằng đó là một trong những cái khá là rủi ro và cái khối lượng của thị trường á, anh chị thấy cái khối lượng của thị trường hiện tại đang à, khối lượng của cổ phiếu cũng như là thị trường nó đang bắt đầu bé dần. Đó là một trong cái tín hiệu khả quan. Nhưng khi mà nó test đáy một ở đây nè, mà nó chưa test lại cái đáy hai mà nó kéo giật ngược lên á, thường nó không bền. Nên em em không đánh giá cao kịch bản là những cổ phiếu này nó nó phá đỉnh lên luôn. Em không đánh giá cao kịch bản đó, mà em nghĩ là nó cần phải có cái nhịp test vì cái lực bán nay là cái lực bán chủ động chứ không phải cái lực bán thụ động. Rồi, SI, HX vậy nè ba cây bị bán tháo khối lượng rất to và bắt đầu nó mở cái gấp ở đây đây là một trong những cái gấp đau gấp đau thể hiện là cái lực bán nó xuất hiện từ đầu phiên và trong ngày thứ sáu nó bắt đầu nó giảm này nó test là cái đấy nè nhưng mà khối lượng nó bé và khi mà nó test lại cái đấy á thì em thấy là nó chưa test đúng cái vùng đáy cũ của nó đáy cũ nó là quanh 29.7 nhưng mà nó đóng quanh những cái vùng 30.5 tức là khi thị trường rung lắc khả năng rất cao nó sẽ quay về để test cái đáy lần nữa trước khi đi lên nó test đáy thành công thì nó sẽ tạo cái vùng cân bằng này đấy thường là hai đến ba đấy rồi đi lên đó. còn nếu như nó test thất bại thì nó sẽ thủng cái đáy này luôn để mà nó tìm về những vùng phía dưới nó cùng một cái mô típ cả dòng lấy chỉ một vài cái ví dụ khi mà nó test đáy thành công như vnd á khi mà xuất hiện những cái nhịp rơi mà nó test đáy thành công thì nó sẽ như thế nào quan trọng nhất là gì nó test và cái khối lượng nó bắt đầu kiệt dần đi nó kiểm tra liên tục này đây là cái nhịp rơi khối lượng rất to hồi lên test lại khối lượng cây ra là bao nhiêu 12 triệu hồi lên test lại ba trừ bảy hồi lên test lại 7 triệu hồi lên test nè Tết này anh chị thấy không những cái phiên bắt đầu nó tết đó, thứ nhất là gì nó không mở biên nữa những cái phiên mà nó rơi bảy phần trăm sau đó tết lại nó chỉ giảm bao nhiêu 2 một phần trăm nó kéo lên nó tết lại giảm bảy sáu phần trăm lúc này tại sao nó giảm mạnh vậy em vì đó là cái phiên call margin của các công ty cái phiên này là ngày 19 tháng 7 em nhớ là cái phiên đó là rất nhiều những cái mail những cái mail bị không margin đó là y chang cái quá trình cách đấy nè y chang cái cái em đang chia sẻ là gì thị trường nó phải có một cái cú gì wash out một cái cú đạt đạp để làm gì? Để mà quét sạch thì nó mới lên được. Đây, đạp quét hết margin thì có một cái lượng tổ chức họ vào họ cover ở đây nè. thì nó sẽ tạo một cái cặp nến đảo chiều, đúng không ạ? Tạo một cái nến đảo chiều thì nó mới lên được. Còn nếu mà không có thì nó khó lên. Đây là cái cây bị phọt sale com margin nè. Vì sao vậy? Sau cái cây đó thị trường của mình cổ phiếu bắt đầu phục hồi lên ngay, tăng 9.5% thì đây chính là những cái quá trình tạo đấy. Nó phải test đấy một lần, hai lần, ba lần và có những cái quá trình ép bán á Tết đem một lần nè, hai lần, ba lần nè, thậm chí bốn lần ở đây luôn nè và nó tạo cái vùng biên cân bằng thì cổ phiếu nó sẽ từ từ lù lù mà đi lên. Còn hiện tại vẫn chưa có. Nó mới chỉ là một trong những cái phiên tết đáy số 1 thôi. Nên cái đáy một đó nè, nó chưa quay về test cái đáy số 2 nữa nên anh chị mình cũng phải cẩn trọng một tí ở đoạn này. viên đi nè. Test đáy nè, test đáy nè, kéo lên là test test những cái cổ phiếu này hiện tại khối lượng bán của nó rất bé khối lượng bán của nó rất bé thể hiện điều gì thể hiện là lượng cung lượng cầu chưa gặp nhau khi nào lượng cung lượng cầu gặp nhau khi thị trường chung xảy ra những cái quá trình là uh, kéo lên hoặc là đạp xuống thì lúc đó cái tâm lý nhà tư mình mới giao dịch nhiều thì mới biết được cái thế nào sẽ là cái thế chủ động nhưng mà trước mắt những cái cổ phiếu này nó đang cân bằng ở đây thì một góc độ đó em đánh giá nó nó tích cực khi mà khối lượng bán bé nè đó là một trong dấu hiệu tích cực nhưng nó có trụ được cái vùng ở đây không thì phải chờ trong tuần sau ví dụ nha nếu nó trụ được ở đây thì nó sẽ có những quá trình test đấy cho em nói kéo lên nè test lại nè kéo lên nè. nó sẽ có quá trình kéo lên test lại kéo lên test lại trong một khoảng thời gian rồi nó đi lên nó lắp cái góc trên đây còn nếu như mà trong tuần sau nó không test được nó có một cái phiên up test đây nè đó chính là cái điểm anh chị mình bán chính là cái điểm anh chị mình chạy đó là cái phiên gì ut đó, up test là cái phiên U -t để anh chị mình xử lý nha rồi uh, mbs nè hồi lên lắp được cái góc nhưng mà anh chị thấy nó neo cái gáp mà nó không đóng cao nhất phi nó có một cái nến doji tức là một cái nến lượng lự là không rõ được cung cầu hiện tại như thế nào khối lượng của nó ở những cái mức cao chứ chưa phải là là thấp khối lượng đâu thì chứng tỏ cái lượng tâm lý anh chị nhà tư á cái lượng kẹp hạt vẫn còn nhiều ở đây gọi là cái lượng cung treo lơ lửng thì khi thị trường có biến cố những cổ phiếu này sẵn sàng quay về dưới đây test mà nếu như nó test đây thất bại thì nó sẽ tiếp tục test về những cái vùng phía dưới nên đây không phải là những cái điểm anh chị mình mua vì nó 50 50 á, nó lưỡng lự nó chưa test được cái đấy này xong mà nó mới kéo lên nó chưa test lại thì anh chị mình cũng phải cẩn trọng đừng bắt đáy đừng mua vòi nhá RS nè test đáy nè kéo lên là chưa test lại cái vùng đáy này khối lượng nó thì uh, bắt đầu có một cái sự giảm dần nhưng với những cái cây up thất những cái cây bị bán mạnh như thế này thì để mà lên ngay em đánh giá chưa anh chị để mà những cổ phiếu nó bực phá đỉnh lên thì phải cần một cái lực cực kỳ phô mô của thị trường chung và cái lực đó hiện tại mình giá, cái xác suất nó sẽ là thấp đa số bây giờ ai cũng kêu là quan sát ai cũng kêu là cầm tiền thì thường những cái lúc này không phải là những cái lúc mà cổ phiếu nó phá đỉnh lên được đó. vì nó phải thể hiện cái lực FOMO và hiện tại cái lực FOMO nó chưa xảy ra nên em nghĩ nó sẽ thiên một cái kịp bản quay về tết đáy trước nó tết đáy thành công ờ, tích lũy đây một khoảng thời gian hai ba tuần đó, thì nó sẽ sinh ra cho anh chị những cái điểm mua để mà mình uh, kiếm lại những cái lợi nhuận nhá rồi vít nè đây là mẫu hình phân phối rõ nhá hồi lên một cây rơi hồi lên một cây rơi anh chị bắt đáy hầu như anh chị không có ăn. đúng không ạ anh chị bắt đáy phía này nè nó đạp qua một cây nó kéo lên quanh những cái vùng giá anh chị mua hầu như anh chị không có lại anh chị bắt đáy cái này nó hồi lên nó đạp lại đúng những cái vùng anh chị mua luôn Đây là những cái cổ phiếu đang bị phân phối hay cẩn trọng đây chính là những cái vùng bị bán khối lượng rất to không phải là nhỏ lẻ đâu mà đến từ tổ chức và anh chị đừng để bị kẹp nha vì những cái cổ phiếu như là vít á, nó tăng quá nóng do cái báo cáo tài chính của nó lại kỷ lục đúng không ạ à? lại khổng lồ đi thì đây sẽ là một trong những cái đạt đỉnh lợi nhuận của nó có thể trong 2023 thậm chí 2024 luôn anh chị và những cái cổ phiếu mình đạt đỉnh lợi nhuận như thế này mà anh chị xong vào chỉ chị lấy đó là một trong những cái cực kỳ rủi ro thà anh chị cho nó tích lũy cân bằng cho nó rơi các kiểu đi đầy đủ hết đi khi khối lượng các kiểu là anh chị mua còn anh chị mua những cái vùng này mà kỳ vọng nó quay về để xác định cái xác suất của nó rất thấp xác suất của nó rất thấp nha không phải là chim lợn đâu mà em đang đánh giá cho anh chị một góc độ là trực quan nhất nhá trực quan chứ không phải là mình chim lợn OS nè ba cái giảm mạnh hiện tại hồi lại khối lượng của nó thì ở những mức bé nhưng mà những cổ phiếu này thường nó phải đi theo thị trường đó không biết là test là cái đấy dưới đây như thế nào nhưng mà em thiên về kịch bản là phải test là cái đấy nếu như mà test là cái đấy mà cái khối lượng của nó trào ra nữa thì anh chị nên xử lý cổ phiếu nhá up đó là phiên up thì anh chị nên xử lý nhá AGR à, này nè ba phiên bán khối lượng to có cái gap chưa test lại được khối lượng nó thì vẫn chưa ok đâu nó phải cần test lại những cái vùng bên dưới này test lại những cái vùng quanh giá 16.5 trước mắt nhé test thất bại thì nó sẽ rơi về những cái vùng phía dưới hiện tại em vẫn chưa mua à, không phải chưa mua là mình lên đây mình kêu nó xấu mà em nhận, nhận định là em thấy là giai đoạn này thị trường nó biến động khó lường quá có thể là em sẽ vào chậm cổ phiếu nó tăng thêm 5% 7% nhưng chết thị trường nó phải có cái vùng cân bằng cái vùng cân bằng sẽ là cái vùng an toàn để mà mình giải ngân vốn lớn giá còn hiện tại thì thì anh chị nào mà mình gọi là mình chấp nhận được rủi ro nhiều á thì anh chị mình vào còn em thì vẫn chưa b nè rơi nè kéo lên chưa test lại nhá những cổ phiếu này phải cần test về những cái vùng phía dưới những chung chưa thua nhớ rồi đó là mô tiếp chung của những cái cổ phiếu chứng khoán luôn anh chị em mình cầm chứng khoán thì anh chị uh, tham khảo siêu test này giảm 20 khối lượng ở những cái mức là vẫn còn cao thường nó phải test lại những cái vùng đáy dưới đây trước khi bật lên nhá chưa mua được nhá những anh chị nào đang cầm tiền thì em nghĩ chết anh chị phải kiên nhẫn thêm nha mình kiên thật, kiên nhẫn thêm đừng đừng vào vội để mà lấy lại lấy lại lúc này rất là rủi ro nhiều khi mất cái nhịp hai nó sẽ là một trong những cái còn đau đớn hơn cái nhịp một đấy cái quá trình rơi đầu tiên nè 15 20 phần trăm nhưng mà quá trình rơi số 2 nó rất là khốc liệt nó rơi 25 30 phần trăm là bình thường nên anh chị mình hãy kiên nhẫn rồi đó là góc độ đi phân tích những cái cổ phiếu chứng khoán tiếp này những cái cổ phiếu ngân hàng ấy. CTG tới là cái đấy mà cái volume nó lỏng á, đây là cái vùng lỏng nha. Không biết nó là đang giai đoạn UTA hay là UTAD để mà tìm một cái điểm spring nha. Vì đi ngang những cái vùng này khá lâu mà chưa break được nha. Thì thường á, nếu như mà thị trường chung có vấn đề, thị trường mà nó gãy nó test đi, thì những cổ phiếu này sẽ tìm về những cái vùng phía dưới đây nè, tìm về những cái vùng dưới đây nè, để mà có một cái cấu trúc là spring, một cái quá quá trình là cấu trúc là rượu bỏ những cái vùng bị giao động lỏng có lượng to bắt đầu hạ đỉnh rủi ro rủi ro là đang nằm ở đây giá yeah. rủi ro của những cái cổ phiếu hàng là cái con CTG g động quá lỏng đi nên giai đoạn này em em không ưu tiên anh chị mình đánh ngân hàng nữa bây giờ đi nè không có lượng cung và cũng không có lượng cầu đấy như thế không? không lượng cung không lượng cầu và chỉ cần thị trường có biến cố là nó phá đáy và nó tìm cái điểm swing bên dưới à, nó nó sẽ đợi thị trường chưa để mà trả lời thôi vượt đỉnh thất bại nè à, uta hoặc là utad không biết được nhưng mà giai đoạn này là một trong giai đoạn cam go hd băng này dòng tiền mới vào đây là một mô tiếp tích lũy của cổ phiếu đó. tích lũy hai năm trời nhưng mà em nghĩ để mà những cái ngân hàng nó tăng mạnh á nó vào sống luôn á ít nhất là phải 2024 khi mà cái tốc độ tăng trưởng bắt đầu hoạt động lại thì nó ok còn giai đoạn này vẫn chưa tăng trưởng tín dụng hiện tại vẫn yếu sb này con này là đau trên rồi nhé con này nó đang sao quay đau sao quay đau này đáy sau thấp hơn đáy trước này khối lượng nó bé nhưng mà không có lực cầu vào đa số là kìm bán không mà nên né những cái cổ phiếu này ra đừng bắt đáy nha bằng con này giữ giá ba nền ok nhìn chung ngân hàng tìm thấy techcombank là giữ giá ok nhất còn những cái cổ phiếu khác thì vẫn chưa ăn thua anh chị khối lượng bán bé chờ thôi nếu mà giai đoạn sau á à, có nghĩa là sau khi mà thị trường cơ bản các kiểu đó, mà có sóng ngân hàng chắc chắn những cái cổ phiếu mà giữ giá tốt như này nó không dừng lại ở những cái mức tăng 15 20% đâu bảo mẫu hình ba nền tảng đi lên nè lấy anh chị ví dụ con khác mô mẫu hình ba nền tảng lên đánh giảm mang lắm đây nè. nền một nè. nền hai nè nền ba nè, bắt đầu đi lên từ những vùng giá như 17 mà lên khoảng như 30 khủng khiếp lắm anh chị rồi việc cơm băng việc cơm băng cái đoạn này uh, volume to nó hơi lỏng nó chưa 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 rõ xuống anh chị volume to thường em thấy nó nó kéo kéo để mà phục vụ phát sinh là chính thôi VIP nè vượt đỉnh thất bại nè không biết nó là UTA hay UTAD nè volume to mà vượt đỉnh thất bại thường những cổ phiếu nó phải có cái quá trình là spring đấy nó sẽ có một cái cú spring phía đây này. spring là gì là phá thủng hỗ trợ là cái nhịp ép bán gần như là ép sạch nhậu tư ra thì nó mới lên được phải giống như những cái cú này những cái cú spring này ép sạch nhậu tư thì mới lên được còn hiện tại vẫn chưa có chưa có những cái cú đó vi băng vậy này. giữ giá như thế này anh chị đừng nghĩ là ở ừ, nó khỏe anh chị xong vào anh chị mua mua những cái cổ phiếu mà khi thị trường chưa cân bằng á nó giống như con gì anh về thấy thị trường chung rủ à mà con này nổ lên tưởng nó ngon qua sau đó nó cho kẹp một đống này luôn đây là quả gì UTA UTA hoặc UTD chị chưa biết được đâu nếu như mà sau này nó cân bằng nó tạo cái vùng mà ở đây nè tích lũy được ở đây á, thì đây chính là cái gì SOS SOS là giai đoạn dòng tiền vào còn đây là gì BU đó là cái cái vùng mà bất test nhưng mà nếu như mà thị trường không ok thì nó sẽ biến cái vùng SOS này thành UTA à, và nó tìm một cái điểm spring về dưới đây nè nó sẽ có một cái điểm spring tùy vào thị trường nha nhưng mà giai đoạn này là một trong những đoạn chúng ta lên chuẩn bị uh, cho cho cái những cái cổ phiếu giữ giá tốt là vượt nha rồi, mở bê băng của mày. Khôi lượng bé, Nhìn chung chưa ăn thua. Liên với boss băng này. Gãy nè. Những cổ phiếu này yếu, đừng mua nhé. ACB này. Giữ giá như thế này thôi chứ em cũng chưa thấy dòng tiền vào đó. để băng, STB, STB cũng ba lần tải nhưng mà cái thế này gần như là nó muốn rơi á không phải là mình chiếm lợn nha mà gần như là cảm giác như nó thiếu dòng tiền anh chị ha nó thiếu dòng tiền ví dù dụ có dòng tiền vào nó nổ lên đây thì ok nó rơi đúng hỗ trợ nè tuần sau nó nổ lên thì thị trường nó nó cân bằng á mà nếu như mà nó không nổ mà nó phá thùng hỗ trợ thì đó là một cái dấu hiệu để mà anh chị cần phải cảnh giác rủi ro nha mình nên cân bằng cái rủi ro với cơ hội hiện tại rồi những cái cổ phiếu thép đi thép thì em thấy nó bị bán khối lượng to quá những cái vùng bị bán khối lượng to quá đây là cái đỉnh đây đây là cái đỉnh nè UTA hoặc là UTAD hồi lên chưa test là cái đấy nó chưa test là cái đấy xong rồi nếu nó test cái đấy ok thì nó sẽ quay về những vùng giá 18 9 cân bằng một khoảng thời gian hai ba tuần rồi. giống như bọn chứng khoán thì nó sẽ lên được còn nếu test không thành công thì nó sẽ phá đáy nha nó sẽ phá đáy và tìm về những cái vùng phía dưới nên giai đoạn này thị trường nó mới cân bằng được khoảng nha nó phải gọi là cân bằng đi lên nha nó mới chỉ là uh, test đáy một phiên thôi một phiên hai phiên thôi đó à, thì nó chưa rõ xu hướng cung cầu nên anh em mình đừng vội giai đoạn này năm kim này vượt đỉnh thất bại rủ là khối lượng rất to bán rất to những cái cổ phiếu này thì em nghĩ là phải quay về những cái vùng uh, 17 á. nó phải quay về những cái vùng này để mà ép sập thì nó mới lên được nha hợp phát vẫn đi ngang anh chị khối lượng bé nhưng mà chưa thấy dòng tiền nha chưa thấy dòng tiền FMC vẫn trong mô tiếp tích lũy thôi TVN không có dòng tiền VGS nè nổ lên chủ UTA hoặc là UTAD là vượt đỉnh thất bại vì bán ngược lại nè khối lượng những cái vùng này to nha đừng đừng vào những cái vùng này anh chị bắt bắt giao rất rủi ro anh chị bắt đúng anh chị chỉ lãi hơn được người bình thường khoảng 7 phần trăm 10 phần trăm thôi nhưng anh chị bắt sai là anh chị ăn nguyên cái quá trình này nếu như mà anh chị bắt sai dính một cái nhịp swing á, thì cổ phiếu sẽ rơi rất kinh khủng nhá yeah. còn bao nhiêu 30 phần trăm chứ không đùa đâu Đại vì cái điểm spring mà spring là gì phá hỗ trợ đây là cái vùng nền đúng không đây là hỗ trợ đúng không thì phải phá hỗ trợ chứ nên cũng phải cẩn trọng như đoạn này đừng chủ quan dầu khí trong cái buổi ngày thứ năm em nói là tiếp à, tích cực nhất là những dầu khí nó nổ lên để mà xác nhận thị trường tàu đấy nhưng mà em vẫn chưa thấy nó nó xác nhận nổ rất dễ đây là một đỉnh hai đỉnh nè thì bây giờ một tuần sau nó nổ bù hai là gì nó rủ về khối lượng bé rồi nó nổ lên còn nếu mà nó không xảy ra hai kịch bản đó mà nó rơi ngược về đó là một trong những cái điểm mà báo hiệu thị trường chưa ok đó chị bbc này nhưng mà lỏng khối lượng to chưa ăn thua con này yếu nhất trong những con dầu á dầu được có bí sờ là đẹp nhất bí sờ thì vẫn giữ trên nổ lên à. thiếu biên độ giá nó thiếu cái 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 độ mở biên á biên giá ví dụ cái khối lượng như thế này á thường nó phải mở biên tăng mạnh mà nó không tăng mạnh chỉ có tăng gần 3.7%. có nghĩa là nó đang kìm ở một cái mức giá và khi nó kìm một cái mức giá này thì nó đang báo hiệu là cổ phiếu chưa sẵn sàng bước vào cái pha tăng tốc đấy do lỏng khối lượng to những cái vùng này rất rủi ro rất rủi ro là nếu như nó tới thất bại thì nó sẽ phá nó mà tới thất bại thì nó sẽ phá thủng dưới đây còn nếu như nó test thành công nó kiểu gì nó cũng phải kiệt khối lượng trước khi đi lên. Nên giai đoạn này giai đoạn cam go, giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Em biết anh chị đang uh, lỗ, anh chị đang mất lãi, anh chị đang muốn kiếm tiền nhưng làm ơn bình tĩnh là giúp em cái này mình kiên nhẫn giúp em cái này mình vừa bị mất tiền đừng để bị mất thêm cái nhịp này nữa giá dạ, mình cứ chờ thị trường cân bằng cho ai vào trước ok họ có thể lại 7 phần trăm 10 phần trăm hơn anh chị một tí nhưng cái máu chốt là anh chị sẽ không bị dính cái nhịp tạo đỉnh số 2 của thị trường đó là một trong những cái mà chia sẻ rất là thật lòng đấy bây giờ anh chị anh chị ví dụ bây giờ anh chị không có dịch em sẽ không có à, em sẽ không có thu nhập đúng mà nhưng em vẫn đặt cái quyền lợi anh chị lên trước là trong cái nhịp vừa rồi khi mà thị trường biến có quá nhanh mình chưa kịp xử lý và bây giờ mình đã xử lý xong thì mình phải chờ thị trường chung trả lời cái này nhá yeah. khuyên anh chị chân thành đấy đừng bắt đáy anh chị hồi xưa mắc đáy mà đứt hết ngón tay nha ôi nè vẫn đi ngang tới khối lượng bé Hồi chưa ăn thua con này giữ giá tốt nhưng mà chưa thấy dòng tiền vào năng lượng tái tạo như bcg vùng này phân phối nè phân phối rõ nè volume to quá những cái vùng mà khối lượng bé cái này thì nó không rõ là kiệt cung hay thiếu cầu nha nếu như nó kiệt cung sau đó sẽ là một cái phiên độ nếu như thiếu cầu kiểu gì nó cũng sẽ có quá trình đủ đạp về phía dưới đây thôi nên anh chị cũng phải cân nhắc gas nè phân phối rõ nha tàu đỉnh nè utad vượt đỉnh thất bại dạ cẩn thận volume to quá tổ chức xả những cái vùng này chứ không phải nhau lẻ đâu nếu là em thì em sẽ cơ cấu chờ nó tích lũy khi nào kiệt volume em chơi còn những cái vùng này thì rủ ro anh chị dạ bc 1 là do lỏng khối lượng to rủ ro nha nếu như mà nó test đỉnh không thành công nó rơi ngược lại thì đây là cái vùng gì UTA đấy UTA UTA trong pha B thì sẽ gắn liền một cái cú spring đây còn nếu như mà test thành công kiểu gì nó cũng phải tích lũy thôi kiểu gì nó cũng phải tạo một cái vùng biên cân bằng mới như hồi <laughs> xưa VHG VHG xưa này anh chị đây là quá trình dòng tiền vào đúng không ạ SOS dòng tiền vào và nó test thành công tạo một cái vùng biên kiệt khối lượng rất kiệt khối lượng đây nè sau đó nổ lên bắt đầu đánh vào pha E còn hiện tại có chưa vẫn chưa hiện tại cái cổ phiếu uh, con gì nãy mình mới phân tích đây BC1 nó vẫn chưa chị, volume quá lỏng nhá thì chưa đánh giá cao bao này quanh năm suốt tháng vẫn cắm đầu đi xuống rủi ro lắm không lấy dòng tiền vào ri nè không ăn thua vẫn là mô tiếp đi ngang thôi anh chị TV2 cẩn thận nha những cổ phiếu mà nó cho anh chị cái cảm giác là nó khỏe nhất thị trường Dù giá tốt nhất thị trường thường nó những cái thằng rơi sau cùng mà nó rơi sâu cùng nhà tư mình bị say máu á say máu là gì bao nhiêu tiền quốc hết cho đó đó mới là cái mà 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 nhà tư thu lỗ nhiều nhất đó. Còn hiện tại đa số anh chị vừa bán vừa cắt lỗ anh chị cầm tiền anh chị chưa vào vội thì đó chưa giết chết đầu tư đâu. Nhưng giai đoạn mà anh chị thấy cổ phiếu tăng mà mình không có hàng đó là cái rủi ro nha, đó là cái rủi ro. Rồi thì uh, tiếp này những cái cổ phiếu thủy sản ANV, IDI này vượt đỉnh thất bại này, nó cũng một cái mô tiếp thôi. Cho nhà đầu tư mình đu bám những cái vùng này nè đấy vượt đỉnh thất bại quay về rủ con này mà nó rủ thủng á thì dạng sau đánh cực mạnh nó phải đủ thủng ở đây nè nó có một cái cú spring đó. bỏ đó anh chị dạng sau đó. cuối năm nó đánh cực mạnh cho anh chị xem và khi mà đánh cực mạnh như thế này thì em sẽ hướng dẫn anh chị vào đó là cái giai đoạn spring như con gì vb băng á 2019 á. đi ngang nè sos xong cái spring thủng nè đây là mẫu hình lớn á tái tích lũy đấy nè tích lũy đấy, tích lũy đáy chứ phải tái tích lũy tái tích lũy dành cho cái cổ phiếu nằm ở kênh trên còn tích lũy đáy là nằm cho những cái cổ phiếu kênh dưới đây là gì sos à, sos trong pha b sos trong pha b là nó bằng với lại gì uta À, UTA trong pha B đó. SOS trong pha B là đồng nghĩa với bằng UTA thì nó có một cú spring spring là gì là cái nhịp rũ bỏ thủng mồi hỗ trợ spring spring á, chứ không phải là mùa xuân nha spring này là pha C và khi nó rũ xong nè, bắt đầu lên nó hấp thụ pha D à, hấp thụ pha D đây nè pha D đấy, pha D là gì BU đó là BS Bu, thì sau đó sẽ đánh cực mạnh đẩy pha E pha E là pha ngon nhất pha đẩy giá tăng nhiều nhất đấy SOS nè SPRING pha C nè, pha D, BU, đẩy lên còn hiện tại vẫn chưa dạ yeah. hiện tại đi vẫn chưa những cái vùng này thì chờ đó anh chị nếu nó cân bằng được thì ngon còn nó không cân bằng được thì đừng vào nhá yeah. khuyên chân thành đừng vào vội tlg nè vượt đỉnh thất bại y chang một mô tiếp với bọn thủy sản luôn cuối năm nay thì cái, cái cái giá trị xuất khẩu kim ngạch thì vẫn tăng nhưng mà quan trọng mình lựa lựa cái tính thời điểm thôi nhá yeah. ute hoặc utd vẫn chưa rõ volume to quá to quá như này thì tốt nhất là nên cầm tiền nếu là em tìm sẽ cầm tiền chứ không cầm cổ mua những cái vùng này rủi ro lắm nó test thất bại là nó còn rơi nhé test thất bại là còn rơi đừng vào sớm đừng làm mà đừng làm, đừng làm uh, cảm tử anh chị đừng cảm tử ông bơm nhá đặc biệt với những chị nào mình vừa bán á mà anh chị thấy nóng lòng á kiên nhẫn giúp em nhá vgt này vượt đỉnh thất bại giam nhà tư rất nhiều bảy tăng giá giam nhà tư rất nhiều rủ nè chưa biết có quay về đây được hay không nhưng mà với những cái lực bán như thế này thì em nghĩ là nó phải cần hấp thụ trong khoảng thời gian tính theo tuần phải tính theo ngày bất động sản này sale này vượt đỉnh thất bại này UTA tạo một quả UTA thì thường nó sẽ gắn liền với cú spring UTA và B thường sẽ gắn liền với cái cú spring mà nếu như mà những cái cục phiếu này spring nó không dừng ở đây đâu nó mà spring á, là nó phải spring về dưới đây nè không phải là chim lợn nha anh chị lưu ý nè anh chị nào cầm bất động sản cầm xe không phải chim lợn nha nếu mà nó spring á, thì bản chất của spring là gì là phá thùng hỗ trợ. Đây phải hỗ trợ, không? thì phải phá hỗ trợ đây thì mới lên được. Đó là cái bản chất mấu chốt về spring, còn ở đây nó phá là chưa thua. Đây không phải là phá phá thành công đâu, chưa thua chị. Đây chỉ là cái nhịp test lại thôi. Nếu như mà ở đây nó test mà đi lên thì đây là LBS. Đây là cái điểm LBS chứ phải, không phải là cái điểm spring nhá. L LBS chứ không phải là BS. LBS là cái điểm test lại ha. Nhìn chung những cổ phiếu này thì uh, uh, đang cân bằng thôi chị. Chờ đi, chờ tái tích lũy trong một khoảng thời gian đi. DG chắc đấy bật lên thành khoảng nó điều đều, đều, đều chưa rõ chị chưa rõ bất động sản thì em là phải hấp thụ lại lực bán với đại người to quá gãy hết rồi cần phải hấp thụ đức xanh cũng vậy nè bán gãy cả trên tăng này ở trên tăng này bán phá thủng kênh luôn rủi ro chỗ đấy vượt đỉnh tất bại là rủ lên sắp quá những cổ phiếu này vì chưa lên được đó cần hấp thụ đó. hấp thụ một khoảng thời gian ở đây quanh quanh này lâu này kiệt khối lượng thì mới lên được còn không mới lên là gặp lực lượng cung treo lẫn này lên là gặp bị bán xuống lên là gặp bị bán xuống thôi nhé yeah. hdc này chưa thua khả năng quay về dưới đây tết đấy kdh đi ngang chưa ăn thua là 14 là 18 bất động sản tìm nghĩ là ngày chưa lên ngay được anh chị bất động sản như này ngày chưa lên ngay nha nhà là nắng nè đi ngang thôi khối lượng bé vẫn chưa rõ xuống hướng nha cũng hỗ trợ rồi. quay về những cái vùng phía dưới khối lượng mắt là bé mà chưa thấy dòng tiền không biết là thiếu cung hay là thiếu cầu hay kỳ cung nữa Nam Long nè mô tiếp tích lũy ba nền tảng có con này là giữ giá tốt nhất trong nhóm mà bất động sản á tại à, còn những cổ phiếu khác thì vẫn chưa ăn thua nhé rồi Novaland Novaland khối lượng bé mà cũng không có lượng cầu vào anh chị nghĩ là ở đây test đáy một lên đây test đáy hai chưa đâu nó chưa test đáy dễ đây đâu nó phải có quá trình giật lên giật xuống trong khoảng biên này giật lên giật xuống tục á thì lúc đó nó mới lên được những những cái quá trình rơi này là lực bán chủ động mà bán từ đâu từ tổ chức cho mà nhỏ lẻ đâu nguyên cái pha này pha bán từ tổ chức đây là quá trình phân phối này hai đỉnh này đỉnh 1 nè, đỉnh hai nè, phân phối này nên đừng đừng bắt những cổ phiếu như là Novaland nhé nội tại chưa ổn định chưa ổn nếu mà so về nội tại doanh nghiệp á bây ok hơn Novaland phát đạt thì trên nó vẫn trên tăng con này giữ giá tốt này kỳ vọng con này giữ giá quanh cái vùng này lít giai đoạn sau con này vẫn chưa SCR con này rơi vào những vùng phía dưới luôn giả mang quá đoạn bất động sản đánh giả mang quá rồi EJC vẫn chưa ăn thua chưa ăn thua khu công nghiệp là khu công nghiệp nhiều anh chị hỏi KBC nè vượt đỉnh thất bại nè không biết nó là UTA hay UTD volume to quá cẩn thận nha đây là cái vùng dao động lỏng và giam vào tư rất nhiều rất nhiều nhà tư đang bị giam ở đây nè con này nếu mà nó lên nó phải có cái quá trình spring phải có quá trình đập thủng ở đây nè đấy còn nếu mà bây giờ nó lên kiểu gì nó cũng gặp được xả lên kiểu gì cũng sẽ gặp được xả test về ở đây lại thôi nên giai đoạn này em em không đánh khu công nghiệp là như vậy SSC là vượt đỉnh thất bại giam vào tư một đống volume nhìn to cực kỳ to rất nhiều nhà tư đang kẹp ở đây nè nếu là em em sẽ cơ cấu ra nếu là em em sẽ cơ cấu cho em không quan tiền vào những cái lúc dầu sau lưu bỏng như thế này. Dạ không phải là uh, bây giờ ông đang cầm tiền ông nói gì cũng được không phải mà anh chị cứ, cứ xem đi những cái lúc mà cổ phiếu mà giao lỏng khối lượng to mà vượt đỉnh thất bại á thường nó sẽ gắn liền với những cái cú đủ cực kỳ giả man. Lấy anh chị ví dụ nha. Vượt đỉnh sau mà thất bại đúng không? Nó, nó, spring thì có cổ phiếu uh, ANV. Giai đoạn này cũng như vậy nè, vượt đỉnh thất bại nè. Và xưa quá khứ nó có cái này. giao lỏng khối lượng to nè Rất lỏng. Kéo biên anh chị nhìn cái biên này, kéo lên đạp xuống kéo lên đạp xuống hai ba đỉnh nè up đây là cái điểm bán nè Giao đường dao gia động rất lỏng dao động rất lỏng khối lượng rất to rồi spring spring xong nó mới lên được nó đánh giả mang như thế này spring xong nó mới lên được anh chị đấy đây là gì uta uta trong pha b đó. uta đây mới spring đấy dao động khối lượng to con gì nữa đạm cà mau nhiều lắm anh chị đây nè dao động khối lượng to là giật lên giật xuống mấy cây nè Rũ spring đây là mô hình spring đó. spring kiệt khối lượng thì nó mới lên print cái khối lượng từ nó mới lên còn cái này vẫn chưa chị chưa đâu đừng vội đừng vội nhá khuyên chân thành đừng vội vgc là lỏng khối lượng to Nhân chung đa số những cái cổ phiếu khu nghiệp hiện tại thì uh, nó phải cần tác hấp một khoảng thời gian nhá tái hấp thụ anh chị kbc ITA edc IC vẫn đi ngang thôi con này thì ít do động lỏng nhưng mà cái cái nhóm ngành đó là cái quan trọng các cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành có cái tính chất chị em những cổ phiếu chị em mà nó không ok thì đương nhiên chú chết thì trình cũng băng hà những cái cổ phiếu này nó cũng cũng ảnh hưởng ít nhiều nhá cảng biển này giai đoạn này cảng biển được nhắc nhiều không? giá cước đề nghị tăng 20% dự thảo do động lỏng khối lượng cực to đúng không ạ rất dễ đây là cái vùng kẹp nhà tư nghĩ là à, cổ phiếu nó khỏe xong mà mua mua rất là dễ đu đỉnh nha đây là gì UTA nhé cẩn thận cẩn thận khi nào nó phá đỉnh bậc tăng trần được thì nó mới là ngon nó mới là cái điểm mua trần cứng nha à. còn mà nó không được lỏng lỏng cho như thế là Ờ, à, thị trường đang cân bằng xong vào mua đi thì y chang con gì y đi, đi. y chang gì anh về anh chỉ cứ kiểm chứng đi cứ kiểm chứng coi tuần sau những cổ phiếu nó sẽ đi như thế nào nhá trên mà đẹp nè vượt đỉnh thất bại không bóng cao nhất phiên khối lượng bé chưa ăn thua mặc dù giữ trên tốt em đồng ý nhưng mà điểm mua bây giờ chưa pvt nè cổ phiếu cũng lỏng quá chưa thua đâu bây giờ quan trọng nhất là thị trường chung chứ mà những cổ phiếu này vót cũng vậy nè giao động anh thì không kéo lên kéo trần á buổi sáng kéo trần buổi chiều đạt về 3.6 phần trăm giả mang ờ, cái phiên này cũng kéo trần nè đấy giao động có lượng to đây là cái vùng đang bị phân phối đang là phân phối nhưng phân phối để kết thúc chu kỳ hay là phân phối để mà lên thì chưa biết rõ quan trọng là sau cái cú spring về đây nè cái cú spring về đây là coi cổ phiếu nó vận động như thế nào thì mới mới biết được còn hiện tại vẫn chưa nhá yeah. bán lẻ debaco phân phối rõ luôn nè vượt đỉnh thất bại là ban climax nè up thất này bán em để em bán em không mua những cổ phiếu này đây gửi lúc này dòng lỏng khối lượng to chưa cân bằng chưa thu được hát ít thôi con này bé quá bé này vượt đỉnh thất bại rủ nè rủ giả man quá. con này cần hấp thụ lại anh chị hấp thụ lại SPT là vượt đỉnh mà không tăng trần được nè cái này chắc nhiều nhà tôi đã bám á thường để bám như thế này á một từ sau kéo mạnh lên xác nhận đi lên tiếp hai là gì có rủ về dưới đây đây là cái quả gì em UTA à cái quả UTA cái quả giam nhà tư đó. cẩn thận nha à, cẩn thận giúp em tí nó vẫn an toàn hơn à, FCN nè đấy vượt đỉnh thất bại nè, anh chị thấy đúng không vượt đỉnh thất bại giam nhà tư một đống trên đây nè up test đây là cái quả gì UTA trong fast spring UTA đó UTA pha B và khi mà nó spring về đây nè thì đây là pha C có khả năng là tháng 10 tháng 11 chứ em nghĩ là tháng 11 là những cái cổ phiếu đầu tư công sẽ đánh mạnh đó. vì nó nó đang spring rồi nó đang rũ rồi thì em sẽ đánh những mạnh đầu tư công trong đoạn sắp tới nếu như nó cân bằng được DBG này dòng lỏng có lượng to vượt đỉnh thất bại rồi giảm <laughs> dạ an quá VCG uh, của mày nè VCG là phân phối nha cẩn thận đừng để đừng để bị kẹp nặng hút này. kiểu uh, con hút này là cái cổ phiếu mà đánh mafia trong ITC nó kêu khoảng 4 triệu mấy mua trần ITC kết phiên tăng 6.5 thì có lẽ là chốt nợ về quỹ họ mua chứ nhỏ lẻ làm gì có tiền thì thường những cổ phiếu này phải test lại nhé nó chưa được ngay được những cái bị bán có lượng to cẩn thận giúp em nha là CG nè bước đỉnh thất bại này giảm nhỏ tư rồi rơi tiếp này giả man quá nhìn chung giai đoạn này em thấy cái 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 xác suất thị trường nó test lại nó cao hơn anh chị xác suất thị trường nó test lại những cái vùng này nó cao hơn là nó lên chữ V nên chị em mình đừng vội HBC này nè vượt đỉnh thất bại giam lỏng khối lượng to này y chang có HHH không y chang chơi không y chang UTA đó nếu mà nó spring được thì ngon đấy thì đó là một trong những cái muốn chia sẻ với anh chị tóm gọn lại thị trường nó sẽ có hai xu hướng một là nó test lại cái vùng mà 1130 1135 khối lượng bé bắt đầu có những cái cổ phiếu đổ lên á nó xác nhận thị trường cân bằng thì nó sẽ tạo cái vùng biên hai ba tuần ở đây rồi đi lên tiếp lắp cái gắp ở bên trên còn kịch bản số 2 không ai mong muốn, à, không ai mong muốn là thị trường có tết thất bại một ngày 135 thì nó sẽ xảy ra hoạt động bán tháo, có thể là không là những cái công ty để mà tìm về những cái vùng phía dưới, dạ, thị trường này nó, nó không lên chữ V được, nó phải tìm cái vùng tái tích lũy vì cái phiên thứ sáu nó kêu vứt nó kéo vinh hơn còn những cổ phiếu như ssi hcm best nó không kéo nhé đó là một trong những cái mà anh chị cần phải lưu tâm và cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video nếu như anh chị thấy hay có thể ủng hộ em một cái nút like một cái nút đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ cho người thân bạn bè cảm ơn anh chị và chúc cả nhà buổi tối ngon nhất và cuối tuần thật là bình an và chúng ta kỳ vọng thị trường trong tuần sau sớm cân bằng để có thể anh chị mình giải ngân mới với thị trường cảm ơn cả nhà